kinh văn. Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Nala, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người độ được, thì liền hiện ra các thân đó để vì họ nói pháp. Giảng giải. Rồng có rất nhiều loại, có rồng ở trên trời, có rồng ở trong biển, có rồng giữ kho tàng. Rồng trên trời làm hộ pháp ở trên trời, rồng trong biển là ở trong cung rồng làm thủ lãnh cá, rùa, tôm, cua, còn gọi là rồng làm mưa. Rồng giữ kho tàng, tức là rồng bảo vệ châu báu. Thời xưa có rất nhiều rồng, bây giờ một số người chẳng nhìn thấy, bèn nói là không có. Kỳ thật, rồng rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Huệ Năng, có một con rồng độc, chuyên môn phun hơi độc. Ai mà trúng chất độc này thì sẽ sinh bệnh, thậm chí chẳng trị được mà chết. Đương thời, nền đất thiền đường chùa Nam Hoa vốn là một đầm rồng độc. Diện tích cái đầm này lớn khoảng một mẫu. Chẳng có ai biết đầm rộng đó sâu bao nhiêu. Trong đó lại có một con rồng. Con rồng này chẳng phải là rồng tốt mà là rồng độc chuyên môn hại người. Nhất là làm cho những người tu hành ở chùa Nam Hoa thường thường sinh bệnh, không thể tu hành. Một lần nọ, Lục Tổ Huệ Năng đến đầm đó, thì nó hiện thân lớn, chật đầy cái đầm rộng một mẫu. Lục Tổ nhìn thấy, bèn cười nói: "Ê, ngươi chỉ có bản lãnh hiện thân lớn mà không thể hiện thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thì chẳng có bản lãnh bao nhiêu." Con rồng nghe rồi bèn ẩn thân lớn hiện ra thân nhỏ, dài khoảng một tấc, ở trong nước bơi tới bơi lui. Lục Tổ nói: "Ê, ngươi có chút bản lãnh, có thể hiện lớn, có thể hiện nhỏ, nhưng không dám nhảy vào trong bình bát của ta." Lúc đó con rồng nghe rồi, bèn nhảy vào trong bình bát của Lục Tổ. Lục Tổ nói: "Đây là ngươi tự động vào, nhưng ra không được." Con rồng dùng mọi cách nhảy ra ngoài, nhưng chẳng cách chi nhảy ra được. Lục Tổ bèn nói với nó: "Ngươi hà tất phải dùng vậy, sau đời này ngươi lại biến thành thân rồng. Vì đời trước ngươi vốn là người tu hành, cũng có căn lành, từng nghe Phật Pháp. Bất quá tâm sân của ngươi quá nặng, tính nóng giận quá lớn, đây là thừa cấp giới quản. Tu theo đại thừa mà chẳng giữ giới, cho nên hiện nay người mới đọa làm thân rồng. Ngươi đừng cho rằng bản lãnh của mình là lớn, có thể biến lớn biến nhỏ, biến có biến không. Nhưng bây giờ ngươi đã ở trong bình bát của ta thì không thể ra được." Rồng nghe những lời đó rồi, tức cũng bị hàng phục, chẳng thể ra ngoài được nữa. Do đó, Lục Tổ nói pháp cho nó nghe. Nó nghe pháp hiểu rõ rồi, lập tức thoát khỏi thân rồng. Tro cốt con rồng này được giữ ở chùa Nam Hoa rất lâu. Vì sao? Vì chiến tranh binh lửa, nên cốt con rồng cũng mất đi. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ Huệ Năng hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa. Vào đời Đường ở Trung Quốc, có một thừa tướng tên Ngụy Chưng. Ông ta tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng có thể lên trời làm quan. Đương thời có Tiểu Bạch Long vì làm mưa sai trật, Ngọc Hoàng kêu y mưa xuống lượng nước một thốn ba tấc, song y mưa xuống lượng nước một thước ba thốn, cho nên ruộng nương đều bị ngập lụt. Đây là phạm pháp luật trên trời. Trên trời phái Ngụy Chưng đi chém Tiểu Bạch Long. Song Tiểu Bạch Long biết tin tức đó, nên trước hết y đi báo mộng cho vua Đường Thái Tông, nói với Đường Thái Tông rằng: "Ngày mai ông hãy cứu tôi. Ông cũng là rồng mà tôi cũng là rồng, do đó ông hãy cứu mạng rồng này." Đường Thái Tông nói: "Ông và tôi đều là rồng, vậy chúng ta là anh em. Ông có việc gì tôi nhất định phải giúp đỡ. Tôi nên làm thế nào mới có thể cứu ông?" Rồng nói: "Hôm nay tôi phạm pháp luật ở trên trời vì mưa xuống sai. Ngày mai phải chịu quả báo chém đầu, mà người chém tôi chính là thừa tướng Ngụy Chưng. Ngày mai chỉ cần ông lưu giữ ông ta lại, cần ông ta hầu ông, đừng sai ông ta làm việc gì cả. Như thế thì ông ta chẳng giết được tôi."
Vua Đường thấy Tông nói: "Cái đó thì dễ, ta là hoàng đế, ông ta làm quan cho ta thì ông ta nhất định nghe lời của ta, ông đừng có lo lắng." Do đó, ngày thứ hai Vua Đường thấy Tông bèn kêu Ngụy Chưng đến đánh cờ. Vua thấy Tông nghĩ: "Ta và ông ấy đánh cờ thì ông ta không thể lìa khỏi mình được, chắc chắn chẳng đi chém Tiểu Bạch Long kia." Do đó, hai người đánh cờ với nhau. Đánh đến trưa thì thừa tướng Ngụy Chưng bèn ngủ gục. Đường Thái Tông rất vui mừng nghĩ: "Ông ta đã ngủ thì chắc chắn chẳng đi chém đầu Tiểu Bạch Long, bây giờ chẳng còn lo lắng nữa." Không ngờ thừa tướng Ngụy Chưng ngủ mà thần thức của ông ta xuất ra đi lên trời, dùng Thượng Phương Bảo Kiếm chém đầu Tiểu Bạch Long. Sau đó lại trở về tiếp tục đánh cờ với vua Đường Thái Tông. Khi đã quá ngọ thì kết thúc ván cờ đó. Vua Đường Thái Tông tự nghĩ rằng Tiểu Bạch Long đã nói với mình chỉ cần quá ngọ thì thừa tướng Ngụy Chưng chẳng giết y nữa. Do đó cho rằng mình đã cứu được anh em của mình, đây là việc công đức không nhỏ. Không ngờ đêm hôm đó Tiểu Bạch Long đến đòi mạng ông ta, nói: "Tôi đã nói chúng ta là anh em, phải cứu tôi mà tại sao ông không cứu tôi, để cho tên quan đó giết tôi. Bây giờ tôi phải giết ông để đền mạng cho tôi." Vua Đường Thái Tông tỉnh dậy biết Tiểu Bạch Long đến đòi mạng. Ngày thứ hai bèn thảo luận việc này với Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói: "Không quan trọng, chúng ta đây có hai người Tần Quỳnh và Kính Đức có thể cản được nó. Ngài nên dùng hai người này gác bên ngoài cửa thì Tiểu Bạch Long chẳng dám đến. Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Sắc mặt của y so với dầu hoắt bây giờ còn đen hơn, đen đến nỗi phát quang. Do đó bèn dùng hai người này giữ cửa. Quả nhiên Tiểu Bạch Long tối chẳng dám đến. Về sau chẳng cần hai người này gác cửa nữa, mà chỉ vẽ hình của hai người này dán lên cửa để gác cửa cho vua Đường Thái Tông thì Tiểu Bạch Long vĩnh viễn chẳng dám đến nữa. Cho nên người Trung Quốc mỗi lần qua năm thì vẽ hình của Tần Quỳnh và Kính Đức dán lên cửa, khiến cho yêu ma quỷ quái chẳng dám vào làm loạn. Nhân quả của loài rồng là vì chúng thừa cấp giới quản, tu đại thừa mà chẳng giữ giới, tu hành rất dụng công nhưng chẳng giữ gìn giới luật. Vì chúng thừa cấp cho nên có thần thông biến hóa, lại vì giới quản nên đọa làm súc sinh. Đây là lược nói về rồng. Dạ xoa cũng gọi là dược xoa đề, là tiếng Phạn, nghĩa là tiệp tật, tức là chạy nhanh, thậm chí còn nhanh hơn quả tiễn bây giờ. Loài quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng nghĩ muốn đến. Càng Thắc Bà dịch là hương thần, dùng hương làm thức ăn, thân tỏa ra mùi hương, lại dịch là nhạc thần, là thần tấu nhạc của vua Đế Thích, đội mũ ba góc, tay cầm ống tiêu, ống sáo thân màu đỏ, búi tóc phóng ánh sáng màu lửa ngọn. Ở Tây Vực gọi là người ca sướng là Càng Thác Bà. Atula là tiếng Phạn, dịch là phi thiên. Vì chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, tựa như trời mà chẳng phải trời, lại dịch là vô đoan chánh, vì dung mạo của chúng rất xấu xí. Chẳng phải chỉ chúng sinh sinh vào loài Atula thì mới là Atula, mà trong sáu đường cũng có rất nhiều loài. Atula của ngựa rất nặng, do đó có câu ngựa hại bầy. Thứ ngựa này sống ở trong bầy ngựa, không đá con này thì cũng cắn con kia. Tóm lại, y khiến cho bầy ngựa đồng loại đều chẳng được bình an, có hại cho bầy ngựa nên gọi là ngựa hại bầy. Đó cũng là một loài Atula. Và bò cũng là Atula. Bạn thấy trên đầu bò có hai cái sừng dài, hai cái sừng đó dự bị đánh lộn với người. Vì thuở xưa khi làm Atula thì trên đầu thường đội cái mũ che đạn, thân cũng mặc giáp, cho nên khi chuyển sinh làm bò thì cũng chẳng quên được tính Atula. Chẳng những bò Atula mà gà trống cũng là Atula biến thành. Gà trống mỗi khi gặp gà trống khác thì muốn đá. Chẳng những gà Atula
mà con dế mèn cũng là Atula, chúng đá với nhau cho đến khi có một con chết mới thôi. Ngoài ra như rắn, chuột, mèo, vân vân, phàm là động vật tính tình thích đấu, thích giết đều thuộc về Atula. Chúng sinh chuyển sinh làm Atula tướng mạo rất là xấu xí, bất đoan chánh nhất, mỏ dài như là mỏ heo, lỗ mũi dài như lỗ mũi voi, mắt như mắt bò, tai như tai chuột, hoặc là thân người mà đầu heo, hoặc là thân người đầu bò, hoặc thân người đầu ngựa, hoặc thân người đầu cọp, rất là hung ác. Tuy tướng mạo của nam Atula rất xấu xí, nhưng nữ Atula rất xinh đẹp. Nữ Atula có thể nói ai thấy cũng ưa, cho nên trời đế thích một lần nọ thấy nữ Atula xinh đẹp, bèn nói với vua Atula cầu hôn. Vua Atula cũng đáp ứng gả con gái cho trời đế thích. Tóm lại, Atula thì thích nóng giận, thích đấu tranh. Người nào thường nóng giận thì tương lai đều có thể sinh làm Atula, cũng có thể hiện tại là Atula. Nếu sửa đổi tính nóng giận, tu hạnh nhẫn nhục thì sẽ thoát khỏi quan hệ với đường Atula. Kalaula tức là đại bàng kim xí điểu, chuyên bắt rồng để ăn. Loài chim này lớn cỡ nào? Hai cánh của nó xòe ra rộng 300 do tuần. Do tuần là số mục ở Ấn Độ dùng để đo lường, phân làm đại do tuần, trung do tuần và tiểu do tuần. Tiểu do tuần có 40 dặm, trung do tuần 60 dặm, đại do tuần 80 dặm. Hai cánh chim đại bàng xòe ra là 300 do tuần, tức cũng là 2.400.000 dặm. Mỗi khi nó xòe cánh ra thì quạt nước biển rẽ làm hai, bắt rồng trong biển ngăn. Chúng lấy rồng làm thức ăn, lâu dần rồng con rồng cháu gần như bị tuyệt nòi. Vua rồng chẳng có cách nào khác, bèn đến gặp Phật để cầu cứu. Phật bèn cho vua rồng tắm y cà sa, mang về chia cho mỗi con rồng một sợi tơ cột lên thân, thì chim đại bàng chẳng cách chi ăn được rồng nữa, vì tấm y cà sa của Phật diệu dụng vô cùng, nên giúp cho loài rồng thoát khỏi hoạn nạn. Xong, lần này chim đại bàng kim xí đến tìm Đức Phật nói: Ngài cứu loài rồng cố nhiên là việc tốt, xong loài chim của tôi đều bị chết đói, chúng tôi chỉ có thể ăn rồng. Bây giờ chẳng có rồng ăn, chúng tôi biết làm thế nào? Phật bèn vì chim đại bàng kim xí nói pháp thọ năm giới. Chim đại bàng nói: Tôi không sát sinh có thể được, nhưng tôi chẳng có gì để ăn, chẳng phải là bị chết đói chăng? Phật nói: Ngươi không có chết đói, từ nay về sau mỗi ngày vào giờ ngọ, hết thảy đệ tử của ta khi ăn cơm thì đem chút cơm cho nhà ngươi ăn. Cho nên sau này, phàm là đệ tử của Phật khi ăn cơm trưa đều có đem chút cơm cúng cho đại bàng kim xí điểu ăn. Từ đó chim đại bàng thọ trì năm giới, chẳng sát sinh nữa và trở thành hộ pháp ở trong Phật giáo, là một bộ trong Thiên Long Bát Bộ. Về phương diện ăn uống trong Phật giáo thì sáng sớm là chư thiên ăn, buổi trưa là Phật dùng, buổi chiều là súc sinh ăn, buổi tối là quỷ ăn. Ngạ quỷ vốn chẳng tìm được thức ăn, chúng nhìn thấy chúng ta ăn, chúng cũng nghĩ tưởng ăn. Một khi chúng ta ăn vang ra tiếng động khua chén đũa thì chúng cướp lấy để ăn, xong thức ăn đến miệng chúng thì liền biến thành lửa, đó là nghiệp báo quá nặng. Xong trong tâm của loài quỷ thì cho rằng con người dùng pháp thuật biến thức ăn thành lửa do chúng cướp được, chẳng cho chúng ăn. Do đó chúng sinh tâm sân hận đánh người hoặc khiến cho người sinh bệnh. Cho nên buổi tối người xuất gia không ăn, vì là giờ của loài quỷ ăn. Sáng sớm là giờ của chư thiên ăn. Nếu người xuất gia sáng có dùng cháo hoặc bánh nướng thì đem một chút thí cho chư thiên dùng, hoặc cho quỷ mẹ quỷ con. La sát quỷ mẹ quỷ con vốn chuyên môn ăn con nít, tại sao lại gọi chúng là quỷ mẹ quỷ con? Vì chúng thống lãnh 1.000 người con của chúng đi khắp nơi tìm bắt con nít để ăn. Có một nhà nọ vừa mới sinh ra một đứa bé thì bị chúng bắt đi ăn.
Cứ như thế dần dần biến thành rất nhiều nhà chẳng còn con nít. Do đó có người đến cầu Đức Phật, hỏi Phật tại sao con nít đều mất hết chẳng thấy, phải làm cách nào? Đức Phật biết số con nít đều bị chúng bắt trộm ăn. Một ngày nọ, Đức Phật bèn bắt con quỷ Út Nhất. Trong số 1.000 con quỷ bỏ vào trong bình bát đậy lại. Khi chúng về nhà thì thấy mất đứa con út của mình, bèn đi khắp nơi tìm cũng chẳng thấy, mới tìm đến chỗ Đức Phật. Thì nghe tiếng khóc con của chúng ở trong bình bát vang ra. Chúng bèn đến chỗ bình bát, tìm cách cứu con của chúng ra, song chúng di động bình bát chẳng nổi. Bèn về nhà kêu hết 999 con quỷ con đến, để dùng sức di động cái bình bát, song cũng di động chẳng nổi, tơ hào cũng chẳng động đậy. Do đó, chúng bèn đến cầu Đức Phật, nói: tại sao ngài bắt trộm con của tôi bỏ vào trong bình bát mà không trả lại con của tôi? Đức Phật nói: nhà ngươi có bao nhiêu người con? Chúng đáp: có 1.000 người con. Phật nói: ngươi có 1.000 người con mà bây giờ chỉ mất đi có một đứa, mà sao ngươi lại cấp tốc như thế? Chúng nói: tuy chỉ mất một, nhưng tôi cũng chẳng muốn thiếu. Phật nói: vậy chứ ngươi bắt trộm hết thảy những đứa con nít của người ta đem đi ăn, thì ngươi tính sao? Quỷ nói: tôi chẳng phải muốn ăn con nít, nhưng tôi chẳng có gì để ăn. Nếu tôi không đi bắt trộm con nít để ăn, thì 1.000 đứa con của tôi đây sẽ bị chết đói. Phật nói: từ nay về sau, ngươi đừng bắt trộm con nít để ăn nữa. Ngươi nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đừng sát sinh nữa. Ngươi nghĩ xem, ngươi có 1.000 người con, mà một người con cũng xả bỏ chẳng đặng. Ta chỉ bắt nhốt một người con của ngươi, mà ngươi buồn rầu như thế. Vậy con của mọi người trên thế gian, ngươi bắt trộm ăn, cha mẹ của họ không buồn rầu chăng? Ngươi đừng có ích kỷ như thế. Do đó, quỷ mẹ quỷ con bèn đáp ứng Đức Phật, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Đức Phật bèn kêu hết thảy đệ tử, khi dùng cơm vào giờ trưa, thì đem ít hạt cơm hoặc chút thức ăn thí cho quỷ mẹ quỷ con. Cho nên, khi tống thực thì niệm bài kệ rằng: đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Nghĩa là: chim đại bàng cánh vàng, quỷ thần nơi quan giả, quỷ mẹ con la sát, cam lồ đều no đủ. Cam lồ làm ví dụ ăn bất cứ vật gì đều ngon ngọt như cam lồ, vô luận có bao nhiêu thì thảy đều no. Đó là kệ cúng thí buổi trưa. Khẩn Na La cũng là một trong 8 bộ quỷ thần. Chúng cũng là thần âm nhạc của trời Đế Thích. Trên đầu của chúng có một cái sừng, nên còn có tên gọi là Nghi Thần. Ma Hầu La Già là gì? Tức là đại mãng xà, chúng rất hung ác, còn gọi là Địa Long. Ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, chuyên môn ăn thịt mãng xà. Loại mãng xà này béo mập như heo, song có khi chúng cũng ăn người. Vì người ăn chúng nên chúng cũng ăn người. Vào thời vua Lương Võ Đế, ông ta là Phật giáo đồ, cung kính phụng sự Tam Bảo. Song hoàng hậu Hy Thị, vợ của vua thì ngược lại, chẳng kính Phật, chẳng kính Pháp, chẳng kính Tăng. Vì bà ta chẳng tin Tam Bảo, cho nên khi bà ta chết đi rồi thì đọa làm đại mãng xà, mà mãng xà đó lại nói được tiếng người. Do đó, bèn trở về nhờ vua Lương Võ Đế siêu độ. Bà ta bèn nói: ông có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của ông, là hoàng hậu Hy Thị. Vì tôi chẳng kính tin Tam Bảo, cho nên phải đọa làm thân mãng xà. Vua nghe, rồi bèn thỉnh thiền sư Chí Công đến siêu độ bà ta. Bổn lai vị thiền sư này là người mà bà ta phản đối nhất khi bà ta còn sống. Khi bà ta chết rồi làm thân mãng xà, thì lại đến đảnh lễ sám hối với thiền sư Chí Công. Do đó, thiền sư Chí Công bèn tạo bộ Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng tức cũng là Lương Võ Đế, sám là sám hối.
để cho vua Lương Võ Đế lạy bộ sám này, siêu độ cho vợ của ông ta. Nhờ công đức lạy bộ Lương Hoàng Sám này mà vợ của vua Lương Võ Đế thoát khỏi thân mãng xà, được sinh về cõi trời. Khi Phật còn tại thế thì Ma Hầu La Già quy y Tam Bảo, cho nên chúng cũng là Phật giáo đồ, là hộ pháp. Người và chẳng phải người. Người là tất cả loài người chúng ta, chẳng phải người là chỉ tất cả súc sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn xem chúng sinh đáng dùng thân trời sòng bát bộ độ được, thì liền hiện ra thân rồng, hoặc thân dạ xoa, hoặc thân la sát, hoặc càng tắc bà, hoặc a tu la, hoặc ca lâu la, hoặc khẩn na la, hoặc ma hầu la già, các thứ thân hình, hoặc hiện thân người, và tất cả thân súc sinh chẳng phải người, để vì chúng sinh đó nói pháp. Kinh văn: người đáng dùng thân thần chấp kim cang độ được, thì liền hiện thân thần chấp kim cang, để vì họ nói pháp. Giảng giải: thần chấp kim cang là hộ pháp của Phật giáo. Lai lịch của thần kim cang là một vị chuyển luân thánh vương trong quá khứ lâu xa về trước. Ngài sinh được 1.000 người con. Làm sao mà một phu nhân mà có thể sinh được 1.000 người con? Vì tuổi thọ của họ rất lâu dài, tuổi thọ lâu dài, cho nên có 1.000 người con cũng chẳng lấy làm nhiều. Song ông vua chuyển luân còn cảm thấy chưa đủ, lại cưới thêm một bà thiếp. Bà vợ thứ hai này sinh được 2 người con, do đó tổng cộng có 1.002 người con. 1.002 người con này cùng nhau phát nguyện rằng, tương lai chúng ta tu hành thành tựu thì chúng ta 1.000 anh em phải theo thứ tự mà thành Phật, cho dù chuyển luân thánh vương cũng chẳng làm, mọi người chúng ta hãy cùng nhau bắt thăm. Đức Phật Thích Ca bắt trúng thăm thứ tư, Ngài là vị Phật thứ tư, tương lai vị Phật thứ năm, thứ sáu đều sẽ lần lượt ra đời 1.000 vị Phật trong kiếp hiện. 1.000 anh em này đều phát nguyện thành Phật, và 2 người con của bà phu nhân thứ hai cũng phát nguyện. Phát nguyện gì? Một người phát nguyện, 1.000 người anh của chúng tôi đây, bất cứ người anh nào lúc thành Phật thì tôi sẽ là người đầu tiên đến thỉnh Ngài thuyết pháp, cung kính cúng dường Tam Bảo. Còn người kia phát nguyện, tôi phát nguyện tương lai làm hộ pháp. Khi mỗi người anh của tôi thành Phật thì tôi sẽ bảo hộ Ngài, hộ pháp của Ngài. Do đó Ngài thành vị kim cang hộ pháp, trong tay thường cầm chày kim cang để bảo hộ Phật Pháp. Mỗi khi có vị Phật ra đời thì Ngài đến ủng hộ Phật Pháp. Ngoài ra có một vị Đại Phạm Thiên Vương, mỗi lần có vị Phật mới ra đời thì ông ta là người đầu tiên thỉnh Phật thuyết pháp. Kinh văn: vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm đó thành tựu công đức như thế, dùng đủ thứ thân hình đi khắp trong các cõi nước để độ thoát tất cả chúng sinh. Bởi thế các ông nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại Bồ Tát Quán Thế Âm đó ở trong nạn khẩn cấp sợ hãi, Ngài hay ban cho sự không sợ hãi. Vì thế mà thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là bậc thiếp vô quý. Giảng giải: khi Đức Phật nói Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đủ thứ hóa thân rồi, lại gọi một tiếng vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu đủ thứ công đức như ở trên đã nói. Ngài dùng đủ thứ thân hình đi đến mọi cõi nước để độ thoát hết thảy tất cả chúng sinh. Vì nhân duyên đó cho nên các ông tất cả chúng sinh nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, đừng có hai lòng. Nếu có hai lòng tức là có tâm hoài nghi, một lòng tức là chỉ dùng một niềm tin. Nếu bạn có hai lòng thì chẳng có cảm ứng, chẳng có công đức. Cho nên mới nói nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Đại Bồ Tát hay ở trong sự sợ hãi, nạn khẩn cấp, bố thí cho bạn sự không sợ hãi, khiến cho bạn không sinh tâm sợ hãi. Vì thế cho nên thế giới Ta Bà này đều gọi Ngài là Bồ Tát Bố Thí Vô Quý. Kinh văn:
Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bèn cởi chuỗi ngọc các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lạng vàng, dâng lên nói rằng: Xin nhân giả hãy nhận sâu chuỗi ngọc châu báu pháp thí này. Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Đức Phật nói như thế rồi cũng muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay con nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức lớn như thế, sức oai thần không thể nghĩ bàn, cho nên tuy con đã thành Bồ Tát, nhưng con còn phải tài bồi phước báo ở trước Bồ Tát Quán Thế Âm, con nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi nói xong rồi, thì Bồ Tát Vô Tận Ý lập tức cởi sâu chuỗi ngọc châu báu nơi cổ, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng chẳng có tư hào tư lự. Chuỗi ngọc là một loại châu báu rất có giá trị. Thứ chuỗi ngọc này bên trong rỗng không, nên có thể bỏ đồ vào. Người xưa thường dùng nó làm đồ trang sức. Sâu chuỗi này giá trị 100.000 lạng vàng, đem dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, nói: Xin nhân giả hãy nhận sâu chuỗi ngọc châu báu pháp thí này. Nhân giả tức chỉ người nhân từ có đức, Bồ Tát xưng hô với Bồ Tát thường dùng nhân giả. Sau chuỗi ngọc châu báu này vốn là thuộc về tài thí, tại sao trong kinh văn Bồ Tát Vô Tận Ý nói là pháp thí? Trong sự bố thí có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì trong tâm của Ngài chẳng cho rằng chuỗi ngọc đó làm vật đắt tiền. Ngài hoan hỷ thành tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài cũng chẳng nghĩ là trị giá bao nhiêu tiền. Song tại sao trong kinh văn lại nói là giá trị 100.000 lạng vàng? Câu này là tôn giả A Nan thêm vào khi kết tập kinh điển. Đương thời, Bồ Tát Vô Tận Ý chẳng nói trị giá bao nhiêu tiền. Ngài dùng chân tâm để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Giữa đó đây chẳng có quan niệm về tiền tài, cho nên thuộc về pháp thí. Tuy là tài thí, nhưng cũng biến thành pháp thí. Đây là mọi người dùng tâm ấn tâm. Do đó, Ngài yêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm nhận chuỗi ngọc châu báu pháp cúng dường này. Kinh văn: Lúc đó, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu thọ nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Nhân giả, hãy thương xót chúng tôi mà thọ nhận chuỗi ngọc này. Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý dùng sâu chuỗi ngọc châu báu cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm mà Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm dưới tòa của Đức Phật Thích Ca đang ở trong hội nghe kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Quán Thế Âm chưa được Đức Phật hứa khả, nên Ngài biểu thị khách sáo, chẳng chịu nhận sự cúng dường đó. Hơn nữa, Ngài cũng chẳng có tâm tham, chẳng giống như phàm phu, bèn nghĩ: Ồ, sâu chuỗi châu báu này quá quý trọng, có người cho mình, sợ rằng thọ nhận trễ, thì họ chẳng cúng dường nữa, thì biết làm sao? Làm gì Ngài chẳng có tâm lý như thế, cho nên chẳng sợ người ta không cúng dường. Trong tâm của Ngài vốn chẳng có người thí, vật thí, cũng chẳng có người thọ nhận. Bạn cúng dường cho tôi và không cúng dường cho tôi, xem điều rất bình thường. Đương nhiên, trong sự yên lặng, Bồ Tát Vô Tận Ý là có công đức. Song Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận sự cúng dường đó. Do đó, Bồ Tát Vô Tận Ý khẩn cầu. Ngài chẳng giống như một số người, thật sự chẳng muốn cúng dường. Bạn không nhận thì tôi chẳng cúng dường. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý lại khẩn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, nói: Nhân giả, hãy thương xót chúng tôi mà thọ nhận sâu chuỗi này. Nghĩa là nói: Nhân giả, Bồ Tát Đại Từ Bi, hãy thương xót tôi, thương xót Vô Tận Ý tôi và chúng sinh bốn chúng này. Tôi cúng dường Ngài sâu chuỗi này chẳng phải vì cầu phước cho chính tôi, mà làm vì bốn chúng đệ tử này.
và hết thảy pháp giới chúng sinh để cúng dường nhân giả. Tôi là đại biểu cho chúng sinh cúng dường Ngài, cho nên xin Ngài hãy thương xót chúng tôi thọ nhận sâu chuỗi này. Bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Chúng tôi